Rồi, dạ hello, Ngố Nguyễn xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube Ngố Nguyễn nha. Hôm nay đầu giờ chiều anh chị và bạn trở lại bên Thành Đạt trong tuần này để xem coi giá cả xe có cái gì thay đổi không. Nhưng mà trước khi mà quay nha, nãy giờ đến đây cũng tầm 10 phút hơn tí xíu rồi. Thấy chị chủ là cũng có kêu chờ tí xíu, cầm điện thoại rồi chích giá các kiểu rồi ghi chú lại các kiểu, chắc nghi giá có thay đổi á. Mà thay đổi chắc là phải rẻ hơn rồi mọi người, chứ thay đổi lớn hơn sao được, đúng không? Thôi bây giờ mình quay sơ cái địa chỉ cái, rồi vô trong gặp chị chủ luôn rồi báo giá với bà con ha. Ơi, địa chỉ là 22/19 trên đường là Thủ Khoa Huân, Bình Chuẩn, Thuận An, Bình Dương. Địa chỉ vẫn quen thuộc với mọi người trên kênh Ngố Nguyễn thôi, là bên Thành Đạt. Giờ anh em mình vô trong để chị chủ báo giá nha. Hello chị. Rồi, xin chào cả nhà, mình đang xem trên kênh YouTube của Ngố Nguyễn nha. Hôm nay trở lại bên Thành Đạt, cũng có một số xe mới về, muốn cập nhật giá xe cho mọi người tham khảo ủng hộ cửa hàng nha cả nhà. Dạ. Địa chỉ của cửa hàng là 22/19 đường Thủ Khoa Huân, Bình Chuẩn, Thuận An, Bình Dương. Còn số điện thoại liên hệ với cửa hàng là 0708456888 nha. Bên em thì có hỗ trợ trao đổi xe, hỗ trợ trả góp, hỗ trợ ship xa khắp 63 tỉnh thành cho mọi người mình có nhu cầu mua xe nha. Có ra tên này kia là đầy đủ hết đúng không chị? Dạ, có ra tên, có sang tên chính chủ cho mọi người nếu mình có nhu cầu đó. Rồi, ship xe nè, sang tên nè, trả góp, nói chung là có hết đó. Thì cái vấn đề này anh em quan tâm có thể là mình liên hệ tiên với chị chủ để chị tư vấn đặc biệt cái vấn đề trả góp đó. Với ship xe thì coi khu vực nào như thế nào rồi hai bên trao đổi nha mọi người ha. Dạ, đúng rồi. Cũng như là vấn đề ra tên thì bà con cứ liên hệ trực tiếp cửa hàng để xem coi rút gốc là chi phí sao, rồi hỗ trợ bà con nhập chi phí như thế nào ha. Còn giờ không biết hôm nay mình có xe nào giá hấp dẫn không, mình quay trước cho mọi người đi. Hôm nay xe về thì toàn tầm trung trung. Con Suzuki này thì con Suzuki ha. Suzuki này 9,5 triệu nha. 9,5 triệu. Bánh mâm thắng đĩa. Cái này bản số là 94 Bạc Liêu nha anh chị. 9,5 triệu, con này đời 2015 nha, bánh mâm thắng đĩa luôn nha cả nhà. Máy móc thì em bao zin em. Dàn áo thì đẹp liền lạc nha. Máy là riêng em luôn, đúng mình rồi, để là 9,5 triệu, 94F1, 14556 anh chị nha. Có con da nớt luôn hả? Ừ, da nớt luôn. Nhà mình sơn mới phải không? Con này là được là làm da áo được giảm tút lại đẹp rồi nha cả nhà. Máy móc là bao zin em nha, xe đẹp liền lạc, mọi người mua xe là có tem nhộn đầy đủ luôn nha cả nhà. Rồi, ok. Biển số Trà Vinh 84H1 29907. Máy móc là bao zin em nha. Chị có làm bên ngoài thôi chứ máy là chị bao im hả? Đúng rồi, giờ mình làm ngoài cho đẹp nha cả nhà. Con này nó cũng có trời xước nhẹ nhẹ, em đi tút lại cho đẹp á. Con này để cho mọi người là 11,8 triệu nha. Rồi, 11,8 triệu bà con nha. Là cái con da đốt này, mọi người thích thì cứ liên hệ với chị chủ ha. Mình có fit lọc lá gì thêm chút nào nữa được không chị? Mọi người có đến cửa hàng là em có bớt xăng cổ lọc lá luôn nha. Rồi, ok đó. Nha, mình qua đây đi. Exceter 150 có vô cái đầu để chân kiểu thôi, ngoài ra thấy cũng nguyên bản hết trơn à. Màu đỏ nhám nhá, con này biển 67 An Giang nè. Máy móc là bao zin em, phiên bản đời 2020 nha cả nhà. Rồi, con này để cho mọi người giá là 23,5 triệu. Rồi, 23,5 triệu đối với chiếc Exceter 150 này nha anh chị nha. Đèn led 3 con. Dạ. Còn đây là con future gì đấy chị? Chị nail phải không? Này future nail. Nhưng mà chưa có FI nha. Con này An Giang 67C1 nè. Con này máy móc vẫn còn zin nha. Nhưng mà đầu nồi thì có làm rồi mà máy rửa đang còn nha cả nhà. Con này để cho mọi người giá là 23 triệu nha. 23 triệu đồng, chị chủ cũng chia sẻ rất là rõ ràng là đầu nồi có làm nhưng mà máy rửa là còn nguyên zin. Đó, anh em thích thì cứ liên hệ cửa hàng ha. Rồi dàn áo còn... thì dàn áo cũng đang còn zin hết nha cả nhà. Còn zin hết á. Rồi con Sirius thì chị mới vừa báo xong là 9,5 triệu đó ha. Đúng rồi. Qua đây da nốt con này đẹp nha. Con này màu xanh rêu, màu này đẹp đúng nha cả nhà. Biển số Cần Thơ nha, 65F1 này. Hai phiên bản 2018 khó sửa mà cơi luôn nha. Máy móc zin, dàn áo thứ là zin hết nha, mọi chức năng hoạt động tốt. Con này em để cho mọi người là 14,5 triệu thôi. 14,5 triệu, khóa mắt cây đều đầy đủ luôn. Cái dòng này mà các bạn nữ mà đi mua xe mới thì phải nói là 30 mấy triệu chưa có giấy tờ. Giấy tờ thì có thể là gần 35 có đó nha. Nhưng mà giá xe cũ như vậy là quá tốt rồi. Rẻ hơn Vision nhiều nữa. Hôm nay dòng con... Yamaha chạy cũng sướng lắm nha cả nhà. Phun xăng điện tử tiết kiệm xăng hết rồi nha. Xe đúng chuẩn ngon nào mà là chạy bốc hơn cả Vision đó anh chị. Tại vì nó là phân khối tới 125 lận. Còn con quay này chị, quay RS nè. Quay RS, con này biển thành phố nha. 59D1 nè.
Con này thì mái zin, nói chung là đồ zin hết nha cả nhà. Mái zin, dàn áo zin, mọi chức năng hoạt động tốt nha. Con này để cho mọi người là 15 năm. Rồi, 15.500 cho cái chiếc Wayrs này bà con nha. Mái zin hết luôn không chị? Mái zin nha. Rồi. Exciter 135 nha, con này được dọn mới luôn rồi nè. Con này ấm sáng LC nha cả nhà, biển số Hà Tĩnh nè, màu cam đen 38M1 nha. Máy móc là bao zin êm, mọi chức năng hoạt động tốt nha cả nhà. Con này thì dàn ngòi bao đẹp luôn rồi. Giá là 14.500 nha. 14.500 nha chị các bạn. Nhưng mà quan trọng là đầu nồi là mình bao là còn zin hả chị? Đầu nồi zin, máy móc bao zin nha. Nó này cho mọi người 6 tháng sử dụng. Rồi này anh em mình đến đây mình cứ test thoải mái nha, tại chị chủ bao rồi mà. Qua con này cũng là được dọn lại luôn rồi. Con này màu xanh mạ này, biển số là 85D1 nha. Con này được lên cái Lambo Uma nha cả nhà. Dàn áo là dọn mới, ấp dán LC nha. Rồi. Bây giờ đồng giá là 14.500 luôn, máy móc bao zin luôn nha. Bằng giá luôn. Bộ Uma Racing nha anh em ha. Chất xe thì đẹp cực kỳ rồi. Còn đây là chiếc Future chị. Chiếc này Future, con này phiên bản 2017 nha cả nhà. Màu xanh nhám này. Dàn ngòi đẹp nha. Máy móc em bao zin bảo hành cho mọi người 6 tháng. Biển số ở Tiền Giang nha, 63B4 này. Con này em để cho mọi người là 16 triệu. 16 triệu đồng. 2017 nha. Dạ rồi. Ok, máy là zin luôn hả chị? Máy zin. Ok, máy zin luôn. Mọi chức năng vẫn hoạt động tốt nha. Bánh mâm thắng đĩa đàng hoàng mọi người nha. Tính ra con này 16 triệu em thấy được nè. Anh em đến đây mình test thử cái máy móc nó làm sao ha. Chứ tổng quan thì thấy đẹp á. Còn đây là con 135 nữa nè chị. Con này biển số thành phố nè, 59N1 nha cả nhà. Con này máy móc cũng là bao zin cho mọi người. Rồi. 13 triệu thôi. 13 triệu cho chiếc này thôi. Dàn áo liền lạc nha. Xe này đẹp nha cả nhà. Còn những màu sạch sẽ đẹp. Sơn giấy tầm mới đẹp ha. Mâm cũng có sơn là đẹp cho anh em luôn. Cạnh bên thì có một cái chiếc quay Blast. Mẫu này thì anh em mua đi làm đi cày bừa thì phải nói là nó bền thôi rồi luôn, cũng như là rất là tiết kiệm xăng. Con này phiên bản đời 2017 luôn nha. Bánh mâm thắng đĩa đàng hoàng luôn nha. Dàn áo đẹp nha, đẹp liền lạc. Nước sơn còn cực kỳ mới luôn. Dạ. Biển số là Bạc Liêu 94F1 nha. Con này để cho mọi người là giá 9.500. 9.500. Máy móc là bao zin êm nha. Dạ. Còn con 135 bên đây sao đây chị? Con này 135. Con này máy móc là vẫn là zin êm nha. Biển số Cà Mau 69C1 này. Chiếc này em để cho mọi người là 13.500 thôi. 13.500.000 nha. Rồi, ok luôn. Máy này là mình bảo hành 6 tháng hả chị? Bảo hành 6 tháng, máy móc là bao zin êm. Dàn áo đẹp liền là không bể vỡ nha cả nhà. Rồi, mọi chức năng thì vẫn hoạt động tốt. Đó. Bên đây mình qua tới Jupiter nha. Xe đi làm đi cày bừa nè. Bền bỉ lắm anh chị ơi. Jupiter, con này biển số là Bình Dương 61C1 nha. Dòng Jupiter này chạy cũng cực kỳ sướng nha cả nhà. Con này em để cho mọi người giá chỉ có 8.500 thôi. 8.500. Dàn áo đẹp liền lạc nha, mọi chức năng vẫn hoạt động tốt đó. Jupiter thì chạy cái máy nó rất là ngon, cũng như nó rất là bền anh chị. Mua đi làm đi cày bừa thì ok đó. Mấy cái xe mà nhỏ nhỏ này sau này mà khách hàng muốn trao đổi quay đầu hoặc nâng cấp bên mình có nhận có quay đầu bên không? Em có nhận trao đổi quay đầu, mọi người mua xe bên em muốn quay đầu hay là muốn trao đổi xe nâng cấp thoải mái luôn nha cả nhà. Dạ. Đó. Ok hết bà con, hang yên tâm vấn đề này. Rồi tiếp theo đi, mình qua con Sirius, con này cái màu đã quá ta. Con này màu xanh xanh bạc này. Nói chung là cũng được sơn rồi dán tem mới lại nhưng mà cái màu nó cũng đẹp anh em. Này biển số Kiên Giang 68 nha. Xe liền lạc đẹp nha cả nhà. Sạch đẹp, máy móc em bao zin em nha. Dạ. Yeah. Con này để cho mọi người là 10.500.000. 10.500. Vâng. Rồi, ok, con này liền nha. À có lên công tay rồi ha. Con này có lên công tay nè. Lên media tay. Đúng rồi. Rồi, ok nha anh chị. Máy móc và bao zin em bảo hành 6 tháng nha. Dạ. Yeah. Rồi bên đây con Vision màu cam đen. Con này biển số Đồng Nai 60 nè, phiên bản đời 2018, xe đẹp nha cả nhà. Đẹp liền lạc nha, mọi chức năng vẫn hoạt động tốt, máy móc là bao zin em bảo hành cho mọi người 6 tháng nha. Rồi. Chức này để cho mọi người là 19 triệu nha. 19 hả chị? 19. Rồi, đây chị em mình vô trong đi, có chiếc Vision form đời đầu tiếp theo nè. Con này là được sơn màu xám bánh tím anh em nha. Nè đời nào đây chị? Con này đời 2013 nha. Đó phiên bản phun xăng điện tử đầy đủ rồi nha cả nhà. Con này thì dần ngòi được nhưng mà dọn đẹp sạch sẽ rồi nha. Giá là con này 11.500 thôi. 11.500. Rồi ok bà con, hay 11 năm. 91223 nha. Rồi ok 11 năm. Qua bên đây là chiếc Sirius, phải nói là cái màu này so với những cái màu khác của Sirius thì em rất là thích anh chị, đẹp. Màu green, tem green luôn. Con này là phiên bản 2022 luôn nha cả nhà. Cái màu cực kỳ đẹp luôn nha. Biển số Bình Phước 93F1 này.
Order chuẩn 4.000 coin thôi nha cả nhà. Máy móc là bao gì nêm, mọi chức năng vẫn hoạt động tốt. Con này để cho mọi người là 14.500.000 nha. Còn đủ hay khó zin hay kính zin đi theo xe luôn nha. Rồi, ok chị. Rồi mình qua cái bên đi, con bên đây là đẹp cực kỳ luôn. Con này là phiên bản 2021, order chuẩn 8.000 coin thôi nè. Biển số Cà Mau 69L1 nè. Bánh mâm thắng đĩa luôn nha cả nhà. Máy móc là bao gì nêm luôn nha. Con này thì em để cho mọi người là 14.800.000. Cà Mau 69 nha chị, 23326 nha. Do cửa hàng cũng nhiều xe đó nên là nếu mà cái chỗ nào mà anh em mình ở đây quay mà có phần thiếu sót á, mong các bạn chị thông cảm nha. Và liên hệ trực tiếp với chị chủ theo số em có để bên góc trái màn hình, một số duy nhất á. Chị có thể chụp hình quay phim tư vấn với khách hàng mình bên Zalo ha. Rồi ok. Rồi, mình qua này đi. Con này con Suzuki biển số Thanh Hóa nha, 36B7 này. Con này có vào cặp phuộc với mâm cho mình nha. Máy móc là bao zin em, con này phiên bản đời 2019. Rồi. Giá để cho mọi người là 12 triệu. 12 triệu. Phiên bản là bánh mâm, có vô mâm kiểu, vô phuộc kiểu đẹp đàng hoàng máy luôn. Máy móc là bao zin em nha. Mấy cái Suzuki này mình bảo hành 6 tháng hay 5? Bảo hành 6 tháng nha. 6 tháng. Ok mà anh chị, 6 tháng là khoảng thời gian mình thấy quá ổn luôn rồi đó. Bên đây là một chiếc Emerkin xe nhập khẩu. Con này phiên bản đời 2022 luôn nha cả nhà. Máy móc là em bao zin em. Xe đẹp liền lạc nha, mọi chức năng hoạt động tốt. Con này còn nguyên zin nguyên bản, chưa có vào đồ gì hết nha cả nhà. Đúng rồi đó. Con này em để cho mọi người là 27.5. Giá này là không bớt nha. Con này 27.5 không bớt nha cả nhà. Dạ, 27.5 đời 2022 luôn nha. Này là máy móc là nguyên bản hết phải không chị? Máy móc là bao zin em, bảo hành cho mọi người là 1 năm. Nội bộ là còn nguyên bản chắc chắn 100% luôn em. Mình nhìn ra là hồi là còn nguyên bản hết đầu. Em chắc chắn với mọi người là trên thị trường. Giá con này 2022, giá 27.5 là không có chiếc thứ hai đâu. Rồi cái này là Merkin là được anh em đánh giá là rất là tốt nha. Anh em nào quan tâm thì liên hệ cửa hàng. Này mình gửi rồi. Nó bao tay bao động là còn đầy đủ ngon lành hết. Côn bọng nhẹ tưng. Anh em ở đây mình test thử nghe tiếng máy bên chạy thử dòng vừa ý nữa là ok ha. Rồi qua đây đi chị, con này có dọn lời sơ bên ngoài chút nè. Con này phiên bản đời 2021 nha. Biển số Thanh Hóa 36 nè. Máy móc cũng bao zin em màu vàng chanh nha, đẹp cực kỳ luôn. Con này để cho mọi người là 27 triệu. 27 triệu đồng có sơn rồi dán tem mới ở bên ngoài lại cho bà con mình luôn rồi đó. Máy zin đúng không chị? Máy zin bảo hành 1 năm. Đó. Rồi mình qua đây nha, Exeter 150 62 G1 38006. Con này là 22.800.000. Phiên bản 2019 nha. Máy móc là bao zin em, bảo hành 1 năm nè. Rồi. Xe order chuẩn 15.000. Con này mọi người là mua là lắp đồ đầy đủ nha. Con này là ý là nó đang hơi trời sức nhẹ đi làm đẹp xíu á nha cả nhà. Nói chung thì có những cái chi tiết đang tháo ra để là làm đẹp. Anh em mà mua lại thì nó phải là full mới đẹp rồi, yên tâm. Xong 2 Long An nha. Còn đây là con 135 này chị. Con này ấp dán LC, biển số Nghệ An 37K2 nha. Máy móc thì bao zin em, dàn ngòi là làm đẹp nguyên chiếc luôn nha cả nhà. Mua về con này đổ xăng thay nhớt vào chạy thôi. Giá là 14.500.000 nha. 14.500.000. 58905 ha. Rồi ok, 14.500.000. Mình qua kế bên là một chiếc Vario 83B4 33519. 150 phiên bản đời 2021 luôn nha cả nhà. Order chuẩn hơn 10.000 coin thôi. Máy móc của em bao zin em, bảo hành 1 năm nha. Chiếc này thì cho mọi người là 31.500.000. 31.500.000. Rồi, máy thì cũng là riêng luôn. Cái này mình bảo hành 6 tháng hay 5? 1 năm luôn. 1 năm luôn anh em ha. Bên đây đi chị, Vision thì sao đây? Con này Vision Celus nha. Order chuẩn hơn con này hơn 100 coin thôi. Máy móc em bao zin em, bảo hành cho mọi người là 1 năm. Giá con này là 28.500.000. Em hỗ trợ ra biển số cho mọi người ở huyện thêm phí hay tầm 2.5 triệu, nó là ra bao ra tên chính chủ luôn nha. Đó con này là tính ra là 31 triệu bao ra tên chính chủ cho mọi người nếu là mình ở huyện. Đó. Rồi. Mình qua cái bên ha, Vario 150 biển số 68M1 39202. Con này có sơn mâm thôi, chỉ là vàng nhựa đen thôi. Con này order chuẩn 17.000 coin thôi nha cả nhà. Xe thì bao đẹp luôn. Giá con này để cho mọi người là 32.500.000 thôi. 32.500.000. Máy móc là zin nêm, bảo hành cho mọi người là 1 năm nha. Dạ. Rồi, mình qua kế bên ha, một chiếc Vario 125 có vô mâm 150, sơn màu xám bánh tím nè anh chị. Con này là 32.500.000 bao hồ sơ cho mọi người. Rồi, ok nha. Còn kế bên là 125 á chị. Con này thì rẻ hơn chút xíu nha. Con này thì 30.500.000 bao hồ sơ luôn. Rồi. Đó. 30.500.000 bao hồ sơ luôn. Ok nha, con này là mình có hồ sơ chưa hay mình đang rút? Con này đang rút nha cả nhà. Đang rút. Rồi, ok nha, đang rút anh chị ha. Qua cái bên còn bên đây nữa, 83T1 06767 số cặp luôn.
Con này phiên bản đời 2021 nha, màu xanh dương sơn 3D cực kỳ đẹp luôn nha cả nhà. Máy móc em bao zin em bảo hành cho mọi người là 1 năm. Chiếc này là 30.500 nha. 30.500. 125. Đó. Khó tìm xe đầy đủ các thứ luôn nha cả nhà. Rồi, ok bà con nha, 30.500.000. Bên đây mình có chiếc Sonic vô mâm 6 cây với một số ốc chẳng ba cổ nè. Con này biển Cà Mau 69. Con này là đời Sonic đời 2021 luôn nha cả nhà. Máy móc em bao zin em, con này có vào mâm nè. Rồi. Vào mâm rồi vào cùng tăng cho mình nha. Dạ. Ốc kiểu. Đó con này để cho mọi người là 27 năm. 27 năm. Đó máy móc là bao zin em bảo 21 năm nha. Cà Mau 69F1. Rồi ok bà con mình nha. Giờ mình qua đây tới Winner X mẫu V3. Con này là có xuống bánh mâm nhỏ rồi. Xuống bánh mâm nhỏ với như là cũng có hạ phục sơn nha anh em, có hạ phục nha. Bản ABS HRC luôn. Con này vào mâm 6 cây luôn nha cả nha. Mâm 6 cây máy móc là bao zin em nha. Mày, đó, con này bản ABS để cho mọi người là 27.500 nha. 27.500. Con này nó chạy cực kỳ ít luôn nha cả nhà. Con này xe lướt chạy cực ít nhưng mà nó vào đồ nha. Đó, anh em nào mà thích kiểu phong cách này thì lựa chọn mấy cái xe như thế này mình về khoảng phải xuống đồ. Wow. Có công tắc rồi này kia các kiểu. Con này nó có chống trộm đầy đủ luôn. Con này nó đang vô một cái bô giả giống như là bô Winner V1 anh em mà móc, nhưng mà đây không phải bô V1 nha. Này là bô tăng đó anh em. 83X1 15250. Rồi. Và cái bên là con Sati dọn này chị. Con này máy móc vẫn là còn zin em luôn nha cả nhà. Dàn ngòi là được dọn từ ốc tán, được sơn mới hết lên luôn nha. Hồ sơ cầm tay luôn. Giá con này là 26.500 thôi. Ok hen, 26 năm nha anh em mình ơi. Máy là máy gì? Máy gì? Cái bên là Sonic chị. Mình coi chiếc này có ngày cọc rồi nha. Cọc rồi ha. Sati tem 3D nha. Con này không có bị xấu nè. Con này Sati phiên bản đời 2021 nha. Máy móc em bao zin em, bảo hành 1 năm. Con này giá ban cho mọi người là 28.500 bao rút hồ sơ nha. Dạ, 28.500 bao rút hồ sơ. Và con này là đang rút hả chị? Con này đang rút sắp có rồi nha. Con này đang trong quá trình rút anh chị ha. Còn kế bên cũng là Sati, nhưng đây là Sati phiên bản nhập khẩu chính hãng luôn. Vô số đồ chơi cơ bản thì chắc mọi người có thể thấy được trên màn hình rồi đó. Bị đá lắc 47. Con này mình để sao? Con này để cho mọi người là 26 năm nha. Cái màu xanh cực kỳ đẹp luôn. Dạ. Xanh đen. Máy móc là bao zin em, bảo hành 1 năm nha. Rồi, ok nha bà con mình ha. Rồi, bên kia là Rider nha. Rider thì 83V1 15220 nè chị. Con này có vào bô nè. Với đi Boe nha. Đúng rồi, Boe trụ. Giá con này là 23.500 thôi nha cả nhà. 23.500. Máy móc là bao zin em nha. Dạ. Đó, anh chị nào quan tâm thì liên hệ với cửa hàng ha, để cửa hàng tư vấn anh chị mình được rõ hơn. Đây là một chiếc ROC nhập khẩu từ Thái Lan, biển Tây Ninh 97173. Order chuẩn 4.000 cây nha cả nhà. Đồ còn đủ luôn nha, hai khó hai kính luôn nha. Máy móc thì bao zin em, con này xe này chạy thì bao ngon luôn, nhập khẩu Thái Lan nguyên chiếc nha cả nhà. Dạ. Giá con này là 22 triệu. 22 triệu. Rồi, ok anh em ha, 22 triệu. Mình qua kế bên nha, Exciter 150 có vô bánh mâm kiểu anh em, biển Cà Mau 69 nè, 36383 nè. Con này thì phiên bản 2018, máy móc là bao zin em nha, sơn 3D, có vào mâm. Và bao tay tháng cho mình nha. Dạ. Con này để cho mọi người là 18 năm. 18.500 anh em, 18 năm, sơn tem 3D đều đầy đủ đẹp hết. Máy là đầu nồi nguyên bản. Đúng rồi, máy móc là bao zin em, bảo hành 6 tháng. Quay đầu mẫu cũ này chị, 69 Cà Mau, con này sao đây? 125 nha, con này phiên bản 125 nha cả nhà. Ừ. Còn duy nhất một chiếc em xả cho mọi người giá chỉ có 38.500 nha. Có vào cái phuộc olin bình dầu nè. Dạ. Nó máy móc bảo hành cho mọi người là 1 năm. Dạ rồi, Cà Mau 69 bà con nha, 63625. Qua đây là Exciter 150 màu trắng đỏ nè. Con này con này chị? Con này máy móc là bao zin em nha, xe đẹp liền lạc, giá là 26.500 bao rút hồ sơ luôn. Rồi, 26 năm, bao cả hồ sơ cho anh chị mình luôn. Còn bên đây ha, phiên bản màu rin, bản đô xô. Con này để cho mọi người là 24.500, phiên bản 2020, order chuẩn 7.000 coi nha. 66 Đồng Tháp nha chị ha, con này là nguyên bản hết trơn luôn á, bánh mâm và nước zin, sơn là nguyên bản hết. Zin nguyên bản hết, xe đẹp liền lạc nha cả nhà, order chuẩn 7.000 coi thôi. Chỉ có vô trắng bùng thôi chứ ngoài ra là em thấy còn nguyên bản hết trơn, không có vô gì nữa hết. Bên đây là 150, có vô cả bánh mâm kiểu dạng Xmos CNC rồi đó anh em, biển Cần Thơ 65 nè. Con này máy móc là bao zin em cho mọi người nha. Dạ. Để cho mọi người giá là 23.500. Rồi, 23 triệu. Đó, có 500. Vào cặp mâm nha. Dạ. Cặp mâm với bô. Ok chị bạn ha, 23.500.
Bên đây là một chiếc Exciter 150 94D1 60997. Con này thì 22 triệu 500 thôi nha cả nhà. 22 năm 2019 nha. Máy móc là bao nhiêu em xe, nói chung còn liền là còn nguyên, tưởng như là còn nguyên hết nha. Có bảo bao tài tay tay thắng thôi. Rồi ok. Còn bên kia là Ad được dọn kiểu dạng dán tem LC màu tím nè. Con này là 14 triệu 500. Máy móc là bao nhiêu em nha, dàn ngói được làm nói chung dọn sạch sẽ hết rồi nha. Dạ. Xong mua về chỉ đổ xăng thay nhớt chạy thôi. 37B1 27463 nha anh chị mình nha. Còn bên kia là chiếc Ad được sơn tem 3D luôn á chị. Con này 84E1 nha. Con này phiên bản 2020, máy móc là bao nhiêu em, giá của con này để cho mọi người là 23.5 nha. 23.500. Rồi mời anh em anh chị mình coi sơ lại bảng số nha. Hướng nào chụp màn hình lại để cửa hàng có thể là tư vấn anh chị anh em mình được rõ ràng chi tiết nha bà con ha. Rồi mình xem sơ qua đi rồi mình xuống tới bên dưới. Rồi mình ra đây đi, có một cái chiếc Future này là tình trạng như thế nào rồi chị? Con này thì xe dọn rồi nha cả nhà. Xe dọn. Con này lên áo FE luôn. Xe dọn sạch sẽ, mua về cho đậu xăng vào chạy thôi. Nhưng là con này biển số An Giang nha, 67K1 đó. Để cho mọi người là 23 triệu thôi. 23 triệu đồng bà con ha. 23 triệu. Anh em đam mê dòng này sạch sẽ về không phải làm thì mình lựa chọn mấy chiếc này. Dạ rồi, ok. Chủ người ta đã làm sẵn hết cho mình rồi nha. Nè, neo kim sân cơ được dọn lên phong cách FE đó anh em ha. Rồi, mình qua đây đi. Chiếc Vario. Vario này đẹp ta. Vario 150 màu xám xi măng cực kỳ đẹp luôn. Con này có lên cái phuộc nha. Đúng rồi. Với lại vào mâm màu trắng cho mình cực kỳ đẹp. 58 cây. Nhà mình để nhiêu? An Giang 67L2 nè. Con này để cho mọi người là 30.500 thôi. 30.500. 150 luôn nha. 150 mà giá tốt ghê mọi người ha. 30.500. Rồi. Được dán tem kiểu dạng giống như clip vô phuộc nè, vô bánh mâm 8 cây đồ. Bao tay nữa nè, với cặp tay thắng này được xi mạ rôm. Rồi cái bên là chiếc Ad nhỏ gì chị? Con này cọc rồi nha. Cọc luôn hả? Ad 155. 155. Biển số An Giang 67C1 là cái màu, cái năm màu sơn này cực kỳ đẹp luôn, màu xanh đen là màu sơn đẹp nha cả nhà. Nha. Máy móc là bao nhiêu em? Dè chắn bùn đầy đủ nha. Ốc sala ốc titan đi gần như là full xe. Chắn xe còn cực kỳ mới luôn. Con này em để cho mọi người là giá là 30.500. 30.500. Đó, máy móc bao nhiêu em, bảo hành 1 năm nha. Con này màu đẹp cực kỳ luôn. Dạ. Yeah. Ok mọi người ha, có vô full hình dạo máy là ốc titan rất là đẹp, chắn bùn ở phía sau, An Giang 67810036. Rồi, kế bên cũng là con 155 phiên bản phá mắt cây luôn, với có một cái thùng giữa cũng đẹp đó nè. Con này hồ sơ cầm tay rồi nha cả nhà. Máy móc em bao nhiêu em, bảo hành cho mọi người là 1 năm. Con này giá là 30.500 bao hồ sơ nha. Hồ sơ này mình có sẵn rồi hả chị? Có sẵn rồi, mua về chỉ việc bấm biển số mới luôn nha cả nhà. Rồi, ok ha. Còn cái bên thì con này là chìa khóa cơ. Khóa cơ chắc là phải rẻ hơn mấy con kia rồi hả chị? Con này thì giá chỉ có 30.500 thôi. Bao hồ sơ luôn nha. Order chuẩn 4.000 coi. Xe còn bọc keo nguyên chiếc. Đó. Con này đẹp anh em nha. Nguyên cái dàn áo được dán cái trong nhám cả xe, ốc tán là thấy ok đó. Nhưng mà biển số này là mình sao? Con này là bao rút hồ sơ cho mọi người. Đang rút không chị? Đang rút anh em ha. Rồi cái bên con này mình cũng đang rút luôn hả? Con này có người cọc rồi. Cọc rồi. Mình chỉ có con này luôn. Qua Winner X mẫu V2, bản số 60H1 32548. Con này khó còn cả cặp luôn nha cả nhà. Chất xe còn cực kỳ mới luôn, phiên bản con này 2020 nha. Máy móc em bao nhiêu em, bảo hành cho mọi người 1 năm. Giá em bán cho mọi người giá chỉ có 18.500 thôi. 18.500 thôi. Chất xe còn cực kỳ mới nha. Đủ hay khó zin đi theo xe đó. Đúng rồi, chìa khóa em thấy ở đây là còn hai chìa luôn. Chất con này là còn được anh em nha. Còn chất đẹp. Xe mới, con này mới lắm. Mới keng luôn. Là keng. Rồi qua đây đi. Ad 150 có dán tem nè, biển Thái Bình 17. Nó con này em để cho mọi người là 13.500 thôi. Giá chỉ bằng một con F135 nha. Con này máy mình làm rồi đúng không? Máy có làm rồi. Nhưng mà bao em nha, và vẫn bảo hành cho mọi người 3 tháng. Em thấy cũng bình thường mà, 13.500 mà mình có chiếc Ad 150 cũng quá luôn. Ok rồi. Thôi nổ máy thử cái coi. Thấy cái giá hấp dẫn anh em. Giá này thì em không quan tâm là máy rin hay làm rồi đâu, quan trọng là mà máy ngon được. Máy ngon, bao em luôn. Ok, nói chung là nổ máy lên tương đối ok. Có đề thì nó chắc kiểu thằng đề hơi yếu tí thôi, còn đổ lên là máy ok anh em. Được, 13 năm. Cái này là anh em mình mà tài chính yếu yếu tí xíu ha, lựa chọn con này cũng được. Hoặc anh em mà có nhu cầu về dọn theo yêu cầu, ý thích của mình thì lựa mấy con này về đỡ tốn tiền hơn là mua xe mắc. Vậy Thế Bình anh em, 13 năm hả chị? 13 năm thôi. Ok anh em nha.
Ờ, à, bên đây, 100, à, con này cọc luôn rồi. Đẹp quá mà. Con này đẹp nha. Rồi qua đây đi, con 150 sơn sơn lại nhám nè. Này phiên bản 2019 nhá, máy móc em bao nhiêu em? Rồi. Giá con này là 22 triệu thôi. 22 triệu. Dạ. Yeah. Biển là An Giang 67 bà con mình ha, 85034. Màu đen nhám cực kỳ đẹp luôn nha cả nhà. Dạ. Rồi, bên đây là con phiên bản giới hạn luôn, biển Kiên Giang 68 nè chị các bạn mình. 29879. Con này để cho mọi người giá là 26.500 nha. 265. Màu xanh rêu, máy móc là bao zin em, bảo hành 1 năm, xe nói chung là còn sạch sẽ liên lạc hết nha. Con này phiên bản đẹp á. Đúng rồi. Bộ nhôm xanh dễ, màu vàng cũng còn mới tinh nè. Rồi bên đây em Merkin. Merkin này sao đây chị? Con này biển 2018. Máy móc là bao zin em nha, biển An Giang 67 này, chiếc này để cho mọi người là 19.500. Rồi, 19.500 anh em, 19 năm. À, qua tới cái bên nha, con này biển An Giang 67 tiếp tục. 80491. Con này để cho mọi người là 25.500 thôi. Dạ, yeah, 25 năm. Máy móc là bao zin em, bảo hành 1 năm nha. Rồi, anh em coi sơ biển số giúp em cái đi. À, mọi người ưng cái con nào chụp màn hình lại để chị Trúc có thể tư vấn anh em mình được rõ ràng cũng như là cụ thể hơn nha anh em ha. Đó, anh chị coi sơ qua giúp em nè. Rồi sau đó mình đi xuống bên dưới tới cái dòng Satria. Đến này ra đơn Satria chị. Này Satria nha. Satria luôn. Đây có sơn mâm màu bạc lốc đồng này. Này đời mấy đây chị? Này 2018. 2018. Rồi, cho em xin cái giá ha. Cái này máy móc là bao zin em nha, xe đẹp liền lạc này, mọi chức năng hoạt động tốt, biển số Tây Ninh 70L1 này, để cho mọi người là 21.500 nha. 21 năm, Satria anh em, đúng là Satria nha. Số khung của nó đúng là Satria luôn, chẳng bàn Tây Ninh. Rồi, mấy cái dòng này mình bảo hành bao lâu chị? Này máy móc bảo hành cho mọi người vẫn là 1 năm nha. 1 năm. Rồi, ok. Qua đây là Sonic. Con này đại dinh nha. Lambadao nè. Máy móc là bao zin em nha. Con này 2020. Tại cửa hàng em bán chiếc này là 245. Trên live em sẽ bớt giảm 1 triệu là còn 23.500 thôi nha cả nhà. Ok luôn. Xe đẹp liền lạc, mọi chức năng hoạt động tốt nha. Này mọi người, anh em nào đang thích cái xe kiểu là đi kiếng thì mình lựa chọn mấy chiếc này nha. Về tiết kiệm được một khoản khá khá đấy. Lambadao nè. Rồi vô luôn cái gấp nhôm như anh em thấy ở trong video rồi đó. Rồi ok, 23.500 nha. Qua đây con này chị, con này đẹp nè. Con này còn nguyên bản luôn nha. Vĩnh Long 64 20, con này 2021. Ốc Titan nha. Đúng rồi. Biển số Titan á. Vĩnh Long 64B2 này. Này vỏ lốp cũng cực kỳ giòi luôn. Con này em để được, cho mọi người được. Là 20. Con này 28.500. 28.500. Con này cũng được á anh em. Anh em nào thích thích thì đến đây mình coi thử coi chứ em thấy là đẹp á nha. Con này là xe Salute nha. Cái này chất sơn cái thứ còn cực kỳ mới luôn. Cái này anh em mà dẫn ra một mình một động nó đứng là em bảo đảm với anh em là đẹp luôn. Con này không có xấu đâu. Rồi, không có trầy xước bể vỡ gì cả. Rồi qua đây chị Vision này sao nữa đây? Con này bao hồ sơ giá là 28 năm luôn nha, phiên bản 2023 khó chìa này, còn cả cặp luôn nha cả nhà. Rồi. Bên đây cũng không có biển số luôn nè. Con này thì 26.500 bao hồ sơ. Này phiên bản 2021 khó chìa nha. Này đang rút hết hả chị? Con này có rồi. Con nào có đâu. Con màu đen thì mọi người mua con này về ra biển số được luôn nha. À. Con này phải chờ nè, đang rút nè. Con này thì biển số ở 76 nè. Con này cũng đang rút. Đang rút. Cái này 27.500 bao rút hồ sơ nha. Rồi, 275 bao hồ sơ đang rút anh em ha. Mình coi đến chiếc này luôn nè. Trà Vinh 84 nha anh em, 45542. Màu xanh nhám đẹp cực kỳ luôn, biển số. 2021 nha cả nhà, order chuẩn 6.000 coi thôi, chót xe đẹp len keng luôn nha. Khóa mắt cay. Salute đẹp cực kỳ luôn, máy móc là bao zin em, bảo hành 1 năm. Con này thì 26.500 thôi. 26.500 này bà con ha, 265. Bên đây là một chiếc AB 125 68C1 67723. AB 125 phiên bản 2020 nha, màu đen nhám đẹp cực kỳ luôn nha cả nhà. Rồi. Con này chót xe còn mới lắm. Xe con này còn order chuẩn 14.000 coi thôi. Đó, cho xe còn len keng luôn. Chính chủ luôn nha. Con này để cho mọi người 27.500. Rồi, 275 anh em ơi. Máy móc là zin em bảo hành 1 năm nha cả nhà. Dạ. Còn có hai kính zin luôn á. Đúng rồi. Bên đây một chiếc WinX mẫu V2 phiên bản đường đua, biển Hậu Giang 95 nè anh chị các bạn. Con này bản ABS luôn nha cả nhà. 2020 bản ABS em để cho mọi người giá chỉ có 19.500 thôi. Rồi, 19.500. Số là 95B1 nha. Máy móc là bao zin em bảo hành 6 tháng, chính chủ luôn. Ok. Ra tên rút gốc là mấy cái này mình hỗ trợ thoải mái hả chị?
hỗ trợ thoải mái nha. Ví dụ khách hàng mọi người ai còn có nhu cầu rút hồ sơ thì thêm phí cửa hàng hỗ trợ mình làm nha. Dạ, còn rồi. Giá này giá em báo là 19.5 là giá có giấy tờ đầy đủ đó. Dạ. Giấy tờ mà giấy mua bán cửa hàng bao tranh chấp. Rồi ok. Rồi tiếp tục mình vào đây tới một cái chiếc Vision biển số 61G170790. Con này là đời 2019 nha. Có smart key nè, xe đẹp liền lạc nha cả nhà. Máy móc là bao nhiêu năm bảo hành 1 năm. Dạ. Giá em con này em định cho mọi người là 22 triệu thôi nha. 22 triệu đồng. Đó. Rồi, ok nha anh chị ha, 22. Rồi, bên đây là con Vision phiên bản bánh bao 5 cây, cá tính nè, con này không có biển luôn nè. Con này là bao hồ sơ cho mọi người là 32 triệu thôi nha. Đang rút không chị? Con này có luôn rồi. Có hồ sơ sẵn luôn rồi. Mọi người mua chiếc này về chỉ việc bấm biển số thôi nha. Dạ rồi. 32 triệu. 32 triệu. Bên đây 68G169664 nè anh chị. Chiếc này thì phiên bản 2019 có smart key nha, order chuẩn 16.000 coi thôi. 16.000 cây. Chất xe còn đẹp cực kỳ luôn nha cả nhà. Dạ. 68 kim giang thì cho mọi người giá chỉ có 22.500. 22.500 cho chiếc này, khóa thông minh smart key luôn. Kế bên thì là một cái chiếc AB125. À, chiếc này có người cọc. Cọc luôn rồi, thấy không? Có chiếc này. Em nhớ có chiếc 4 van là mình bán rồi hả? Bán rồi. Rồi, qua đây, biển Thanh Hóa 36. Con này 2017 khó lớn tìm xe luôn nha. Máy móc em bao nhiêu em màu trắng đẹp cực kỳ luôn nha cả nhà. Giá em để cho mọi người chiếc này có 19.500 thôi. Con này cũng sạch sẽ đẹp mà anh chị ha. Rửa qua lần nước lạnh là về chạy liền thôi, không cần phải làm gì nữa đâu. Máy này mình bảo hành là 6 tháng hay năm chị? 6 tháng nha. 6 tháng máy ha. Bao gì em? Rồi. Bảo hành 6 tháng, bao test thay thử thì thoải mái nha. Nói chung mà đa số xe cửa hàng thấy bảo hành ít nhất cũng đã là 6 tháng mấy dòng này rồi. Chỉ riêng mấy dòng xe chắc nhỏ 5-7 triệu rồi chắc nó 3 tháng hả chị? Đúng rồi. Rồi, bây giờ mình xuống bên dưới đi. Mình có con SH, con này luôn, SH bán rồi. SH bán rồi hả? Dạ, đúng rồi. Bán chưa? Bán rồi. Bán rồi, không dạ. Rồi, Vision, con này cũng mới tin nè. Con này phiên bản 2023 nè. Màu đỏ nhám, đẹp cực kỳ luôn, 2023 nha. Dạ. Biển số Kinh Gia 68D1 này, máy móc là bao nhiêu năm, bảo hành 1 năm cho mọi người. Chiếc này thì 28.500. 28 năm. Con này là khó smart key luôn nha cả nhà. Đúng rồi. Khó. Ok. Chất xe đẹp cực kỳ luôn, xe lướt nha. Chất xe còn mới tinh à. 28.500 cho chiếc này. Anh chị nào quan tâm thì liên hệ cửa hàng. Kế bên mình qua chiếc phu chờ đi chị. Con này phu chờ 2013 full xăng điện tử hết rồi nha cả nhà. Máy móc em bao gì nêm. Xe đẹp liền lạc, mọi chức năng vẫn hoạt động tốt nha. Con này biển số Vũng Tàu 72E1 này. Màu nâu cà phê sạch. Màu này nên nó sạch nha cả nhà. Giá chỉ có 13.500 thôi. Rồi. 13.500 luôn bà con mình nha, 13 năm. Con này chờ giá tầm này là không có nhiều đâu nha cả nhà. Mở xe được cái xe zin này. Tất cả giá này cũng tốt quá nha mấy, 13 năm được mà. Cặp kiến còn nguyên bản là thấy chịu rồi. Lên tách máy nữa có dự ý mình không? Future đi chị, tới mấy future này nè. Future cái này là GT nha. Con này để biển số 60 Đồng Nai nè. Máy móc là bao zin em, con này máy zin đầu nồi zin. Là dàn áo thì còn bọc keo nguyên chiếc nha. Con này thì nó lên lên áo FI luôn. Mà con này để cho mọi người là 28.500. Này là đúng GT luôn phải không chị? GT nha. Con này thì nó là đang còn là xăng cơ chứ có phun xăng điện tử. Đúng rồi. Nếu mà đúng GT thì em nhìn tổng quan thì đúng rồi đó anh chị các bạn ha. Bánh mâm nè, rồi đồng hồ điện tử nè, rồi dàn áo thì được lên nhà áo FI. Đó thì anh em nào thích thì về lọc ra như mới thôi. Còn máy là chị bao đầu nồi là còn nguyên bản. Máy là bao đầu nồi zin hết nha. Ra có tên rút gốc được không chị? Có, bảo hành máy 1 năm luôn. Thế lại bao ra tên rút gốc cửa hàng hỗ trợ mình làm nha. Nếu có nhu cầu đó. Rồi, ok. Mình qua kế bên đi. Còn bên đây là có dán tem lại anh chị nha. Tem này tem FI luôn nhưng mà có dán tem đời mới vô. Con này biển là Đắk Lắk 47L8 nè. Con này máy giữa còn nha. Đầu nồi thì có bung rồi nha cả nhà. Rồi. Đó, con này để cho mọi người là 21 triệu. 21 triệu. Mà mọi chức năng vẫn hoạt động tốt nha. Xe nói chung là máy đang còn bốc lắm. Con này em đang thấy là đang đi là bánh mâm. Đồng hồ vẫn điện tử, không biết phải GT hay không. Nhưng mà lên dàn áo là FI luôn. Mọi người đừng có nghe mà đầu nồi mà có rớt thì sợ các bạn chị. Thì đôi khi mà anh chị nào mà đúng nghĩa mình biết chơi xe rồi á, mình cứ đến mình test thoải mái coi vừa ý mình hay không. Đôi khi là có những cái xe máy rất rồi mà đúng người ta làm tâm huyết á, nó rất là ngon. Mà phải đúng người làm nha, chứ không phải là ấy đâu. Cái này là người ta khách người ta đang đi người ta làm nha cả nhà, không phải là làm tào lao đâu. Làm ngon cực kỳ luôn. Dạ. Hai mấy em mua rồi? 21 triệu thôi. 21, con này gửi bình rồi anh em. Cái còn thì nó máy liền cho anh em nghe. Rồi bên đây sao đây? Con này thì 24 năm. 24 năm. Cái này biển số Đồng Nai 60C1 luôn nha. Con này máy giữa cũng còn, đầu thì cũng có bung rồi nha. Dạ.
biển mấy... 60C13216 có vô cặp cuộc của phu chờ một anh chị ha, có thể tăng chỉnh được một người với hai người luôn. Cái này thì nói chung là em cũng test thử rồi nha, máy móc còn cực kỳ ngon luôn. Đó, mọi người có đến xem test xe thoải mái nha. Đặc biệt là phu chờ anh em làm mà ngon rồi là nó vẫn ok, đúng người làm thì làm chạy nó vẫn sướng, chắc chắn là như vậy luôn. Phu chờ máy nó đã lắm. Bên đây bây giờ mình qua tới Winnis mẫu V2 ABS đen nhám biển Tây Ninh luôn. Con này bản 2020. Chất xe đẹp leng keng cực kỳ mới luôn nha cả nhà. 70 L1, giá con này chỉ có 19 triệu 500 thôi nha. Rồi, 19 triệu 500 anh chị nha. Mình qua tới chiếc bản V2 luôn, cũng ABS luôn. Biển này thì 69K1409031. Con này đời nó cao hơn nha, 2022 luôn nha cả nhà. Đó, con này cũng là bản ABS màu xanh nhám nè. Em để cho mọi người chỉ có 20 triệu 500 thôi. 20 triệu 500 cho chiếc này thôi. Rồi, ok. Máy nha. Máy móc là zin em bảo hành 1 năm nha. Mình qua bên V3 ha. Con này là cũng ABS nhưng mà áo thì được sơn tem 3D, biển là Quảng Bình 73. Mình để nhiêu? Con này để cho mọi người là 25 triệu 800. Rồi, 25 triệu 8. Đó, con này hôm trước đang bán 265, bữa nay giảm nha cả nhà. Đó, con này bản ABS, máy móc bao zin xe thì bao đẹp, liên lạc nha. Mọi người muốn sang tên em hỗ trợ, dầu rút gốc sang tên bình thường nha cả nhà. ABS luôn các bạn nha, mà có 258 thì cũng giảm hơn so với clip trước như chị chia sẻ là hết 700. Đúng rồi. 265 giờ 258 thì bớt hết 700 rồi. Còn bên đây là 135 mình dọn mới rồi dán tem LC lên. Con này cũng biển Nghệ An nha, ba bỏi B2 này. Máy móc cũng là bao zin em nha, bảo hành 6 tháng cho mọi người. Dàn ngoài nói chung là được là dọn mới keng rồi nha cả nhà. Con này 14 triệu 500. Máy có làm không chị? Máy zin nha. Rồi. Nhưng bảo hành những lời mua xe bên em thì sẽ là sẽ được bảo hành đầy đủ nha cả nhà. Đó, nên mọi người yên tâm về vấn đề máy móc. Mình đó. Bảo hành là về máy đúng không? Đúng rồi. Nếu có trục trặc thì mình cứ đến với cửa hàng. Đúng rồi, hàng đó. Sửa chữa miễn phí nha cả nhà. Dạ. Đó. Trục trặc thì cố gắng mình đến với cửa hàng anh em ha, để cửa hàng xử lý miễn phí cho mình vấn đề đó. Kế bên là con 135 nữa chị, cũng dán tem LC 94F1 10761 này. Con này để cho mọi người là 12 triệu 500 thôi nha. 12 năm. Xe thì máy móc của bọn nó còn bao zin em nha. Có đi một ốc một số ốc Salaza làm điểm nhấn ạ. Xe nói chung là đẹp liền lạc, mọi chức năng vẫn hoạt động tốt nha. Chỉ rồi. Có 12 triệu 500 thôi. Rồi, 12 triệu 500 ngàn. Mình qua đây đi, hai chiếc ẹt xuống áo này, giờ chiếc mình để nhiêu đây? Con này là 16 triệu 500. Màu đỏ đó. Nhưng mà máy thì có chạm rồi nha cả nhà. Máy này là có chạm rồi, không zin được. Thường anh em thấy ẹt ta xuống áo mà máy móc riêng là hai máy không phải không? Dàn áo thì giá tốt hơn. Dàn áo con này thì được xuống dàn áo mới hết nha. Mà mọi chức năng vẫn hoạt động tốt. Con này thì 16 năm. Chiếc này thì có người cọc rồi. Cọc rồi, cho qua ha. Hai con nào xuống áo mình thấy cũng tương đối đẹp hết nha. Quan trọng đến tết máy có vừa ý mình không, chứ xuống áo toàn đẹp đẹp không à. Bên đây là con GTR xe nhập khẩu biển Sóc Trăng 83 luôn chị. Con này 2019, order chuẩn hơn 10.000 coi thôi nha cả nhà. Chất xe còn cực kỳ đẹp luôn. Con này hôm trước em đang bán là 25 năm, bữa nay xả nha, giảm 2 triệu cho mọi người nè. Còn có 23 triệu 500 thôi nha cả nhà. Còn có 23 năm cho chiếc này thôi. GTR này cũng giảm rồi mọi người ha, tính ra cũng ok đó. GTR là xe nhập khẩu của nguyên con từ Indo luôn. Kế bên cũng GTR. Con này 67. Thì bán rồi. Bán rồi. Ford Winner ha, 61 Dĩ An nè. Con này V1 nha. Đó, con này thì giá thì nó rẻ hơn nhiều so với GTR, chỉ có 15 triệu 500 thôi. Mà máy móc là bao zin em nha. Máy zin luôn. 61D1. 15 năm thôi nha. Dạ. Rồi, anh em coi soi biển số giúp em cái nha. Coi có ưng được không thì chụp màn hình lại để cửa hàng tư vấn anh em mình được rõ ràng hơn. Ra phía ngoài đây đi, có chiếc Exceter 150 nè, màu Monster. Để quay dàn đầu trước đi rồi ra phía sau quay cho anh em coi. Đây là tem bọng là zin. Có lên cặp tay côn tay thắng kiểu thôi, ngoài ra là tem rin luôn. Để coi biển số đâu đây. Con này biển số 37, chất xe đẹp cực kỳ luôn nha cả nhà. Biển 37 nè anh chị. Nói chung là chất xe còn mới tinh, đẹp. Máy móc là bao zin em bảo hành 1 năm nha. Màu này cũng dễ xài, con này để cho mọi người là 24 triệu 500. Rồi, 24 năm anh em ha. Này có vào cái phuộc. Đúng rồi, phuộc đi trong bình dầu nữa. Còn nó dàn áo tay bọng mà rin đẹp đó nè. Đây con Winner này sao đây chị? GTR hay Winner? GTR nha. Con này thì có hạ phuộc đi mâm ba đao nè. Đều kiểu nè. Vô cái bô rồi anh em, đồ to dữ nha. Máy móc là bao zin em, con này đồng hồ điện tử rồi nha cả nhà. Đồng hồ mới giờ luôn nha. GTR luôn, full nhà ốc máy. Máy là zin hả chị? Máy zin. Giá mình để sao? Con này 22 triệu 500 thôi. 22 năm. Bao rẻ luôn nha, con này biển số Cần Thơ 65L1 nha. Thôi anh em có thích cái mẫu này không? Chị lè cửa hàng nha, GTR. Ốc Salaza nè, ốc Titan nè.
Nhưng là chất xe cũng còn đẹp nha cả nhà. Có hạt phục này kia dọn theo phong cách của các bạn giới trẻ thôi. Ai thích thì giờ mua con này về đỡ tốn chi phí. Màu xanh đẹp, màu xanh này đẹp. Rồi, ok nha. Qua đây đi chị, con 135 nữa nè. 135 con này màu sơn xám ánh tím nha. Máy móc là bao nhiêu em, xe đẹp liền đạp, biển số Hà Nội 29E1 nha. Rồi. Con này để cho mọi người là 12 triệu. 12 triệu đồng. Đúng rồi. Rồi, còn con màu hồng cánh sen màu rất con đẹp. Con này biển là Kiên Giang 68 nha. Nó màu hồng cực kỳ tin luôn, biển số con này máy móc thì bao nhiêu em, dàn áo đẹp liền lạc rồi nha. Dạ. 14 năm luôn. 14 năm, dán tem LC nha anh em ha. Rồi, bên đây chị con này. Con này màu xanh lơ, con này cũng màu đá nha anh em. Biển Hà Tĩnh nha, 38D1 này. Dàn dạ. Ngòi được sơn mới nguyên chiếc nha, màu xanh đen này, con này để cho mọi người cũng 14 năm luôn. Rồi, ok chị. Máy zin mọi chức năng vẫn hoạt động tốt nha. Và nói chung là hai con này anh em nhìn thực tế bên ngoài là cái màu rất là đẹp. Đôi khi mình thấy là ở ngoài nó đẹp hơn trong hình hai con này luôn á. Anh em có thời gian đến mình coi thử ha. Còn có 155 này sao đây chị? Cái này biển số Bến Tre nè, 71C3. Máy móc là bao zin em nha. Con này thì dàn áo nó còn bọc keo nguyên chip. Rồi. Có sự mà coi luôn, 155 màu đen nhám nha. Này nó có vào mâm 5 cây. Đúng rồi, xuống bánh mâm 5 cây. Ốc titan full luôn nha. Vô bánh mâm rồi đĩa kiểu luôn nha mọi người ha. Vô con này con này em để cho mọi người là 28.500 thôi. 285. Có mấy cây phải không chị? Có sự mà coi, bao rẻ luôn nha. Rồi, 285. Kế bên là chiếc Vision tiếp. Con đó sao đó? Con này bản 2023. Màu đen nhám nè, con này để cho mọi người là 28.500 luôn nha, bao hồ sơ. Bên kia là chiếc GTR luôn hả chị, hay là Winner đây? Ồ, Winner dán tem GTR anh em ơi. Con này Winner, để cho mọi người 15 năm thôi. 15 năm, số 84 nha, Trà Vinh. Rồi, 28739 là biển số bà con mình ha. Kế bên là một chiếc Sati dọn mới luôn. Con này có người cầm rồi. Cầm rồi, cho qua luôn. Tới Exeter 150, 8333, 20570. Con này để cho mọi người là 15 năm luôn. Máy móc là bao zin em, xe đẹp liền lạc nha. Dạ. Rồi, ok nha anh em ha. Bên đây là Exeter 135, có được dọn dàn ngoài, dán tem LC là đẹp luôn. Biển 36C1 18548. Con này để cho mọi người là 14 năm luôn. 14 dàn năm ngoài luôn. Được dọn mới rồi nha. Máy thì vẫn đang còn zin em. Dạ. Đó. Ok nha mọi người ha. Máy này mình bảo hành 6 tháng phải không chị? Đúng rồi, bảo hành 6 tháng nha. Đây là Sirius RC bánh mâm đĩa nè, biển Cần Thơ 65G1 19987 luôn. Con này để cho mọi người là 11.500. Dạ. Đó, bánh mâm đóng đĩa máy móc zin em nha. Dàn áo đẹp liền lạc, còn đủ hai kính zin luôn. Đó, xe này thì khách xài khá là kỹ luôn nha. Rồi, ok mọi người ha. Sirius luôn. Con này 85E1 24945. Con này xe mới 99%, mới order chuẩn chưa được 2000 coi nha. Đẹp lắm luôn, con này khá là 2022. Chất xe còn như xe trong hãng mới rắc ra nha. Giá hôm nay em để cho mọi người là 14 triệu thôi. 14 triệu. Cái này anh em mà thích thì cứ lên chốt thôi ha. Giờ mình chỉ bàn giá thôi, bàn chất lượng đâu. Con này riêng em mà khẳng định em là quá xuất sắc rồi. Rồi bên đây là chiếc bánh mâm thắng địa tiếp theo. 94 Bạc Liêu 54021 này chị. Con này chỉ có 9 triệu rưỡi thôi. 9 rưỡi. Bình đề đầy đủ mọi chức năng hoạt động tốt nha. Bánh mâm đĩa bô thì có móc cho mọi người ha. Rồi. Xem xe đi anh. Bên đây là biển 83 Sóc Trăng luôn nè, phiên bản bánh mâm đĩa luôn, 24766 nè. Con này màu xám lông chuột nha. Dạ. Con này em để cho mọi người là 11.500 luôn. 11.500. Máy móc là bao zin em, mọi chức năng hoạt động tốt nha. Này thì chạy được cái là nó bốc nó ngon anh em ha, nó cũng bền, nên là làm ngày bừa thì ngon. Rồi bên đây chị con này sao đây? Con này thì 11.500, có vào cặp phuộc Olim Bình Dầu nha. Đúng rồi. Máy móc là bao zin em. Cái này phong cách của mấy bạn giới trẻ nè. Đó, yếm thì người ta tháo rồi nha. Mấy bạn trẻ giờ tháo mấy cái bẩn hay cái bên ngoài ra để cho nó gọn vậy đó anh em. Rồi cái chó đèn cũng có vô chó đèn nhỏ giống như chó đèn chữ Thái vậy đó, nó cũng đẹp. Đó, 11.500 thôi. Cuộc nữa. Không, con này nhìn sạch sẽ nha anh em ha. Hồi tại là thiếu cái bẩn tại do các bạn nó gỡ thôi chứ chắc là con này đẹp. Rồi, còn bên đây chị Future 125. Con này 2015 nha. Biển số Bình Dương 61B2, con này thì nó đang là xăng cơ nha cả nhà, chưa có okay. FI nha. Giá con này là 14.500. Xe rồi. Máy móc bao zin sạch sẽ đẹp liên lạc nha. Dạ. Rồi, ok nha anh chị mình ha. Bên đây là biển số 20 Thái Nguyên nè, 9479 nè. Con này em để cho mọi người là 8 triệu rưỡi. Dạ, máy thì có chạm rồi nha cả nhà, bao dạ. Em. Xe thì chúng là chạy bao bốc cho mọi người. Dạ rồi, ok nha anh em mình ha. Bên kia là chiếc quay 100, biển 69E1 303256. Con này thì có vào mâm ba đao nha. Xe có người gọn kiểu nhẹ nhẹ đó.
Con này để cho mọi người 8 triệu rưỡi thôi. 8 triệu rưỡi. Đây anh em coi sơ giúp em nè. Rồi mình xuống bên dưới luôn ha. Mình xuống dưới luôn đi, mình quay cái chiếc Sirius cho anh em coi luôn đi chị. Con nào ạ? Con là 14 năm anh ạ. 14 triệu 500. 2015. Con này là anh cứ lộ máy anh coi bình thường nha. Con này bánh mâm 5 cây nè, dàn áo đồ màu cam xám này cũng đẹp nè anh chị. Dàn áo liền lạc máy móc bao nhiêu em nha. Mâm 5 cây thôi, biển số Kinza 68B1. Con này 10 triệu rưỡi thôi. 10 triệu rưỡi nha bà con mình ha, 10 triệu rưỡi. Rồi, còn đây là quay rệt X FI hả chị? FI con này 2021. Con này để cho mọi người có 12 triệu 500 thôi. 12 năm, dây phố trụ vô 1 Bình Dương luôn anh chị nha, FI. Còn đây là một chiếc Jupiter. Con này xả cho mọi người có 8 triệu rưỡi thôi nha. Con này hôm trước em đang bán 10 triệu rưỡi, bữa nay xả 8 triệu rưỡi luôn nha cả nhà. Rồi, 8 triệu rưỡi luôn anh chị xả nha. Xả lỗ vốn luôn. Xe bao đẹp nha, bao đẹp, bao ngon con này. Con Jupiter này em thấy liền đẹp mà. Em mới khuyên anh em đến đây mình test thử có ok mua rồi mà. Rồi bên đây coi Sirius chị, bánh mâm 5 cây. Biển Bình Dương luôn. Con này cũng 10 triệu rưỡi luôn. 10 triệu rưỡi luôn. Máy điên luôn không chị? Máy điên em. Máy điên luôn. Còn bên đây là 61G1 nè, 389-13. Vô bánh mâm, vô phột, rồi đồng hồ ma, chó đèn luôn nha anh em nha. Máy móc vẫn là Jin em, con này để cho mọi người là 9 triệu 9 triệu đúng không? Rồi, còn bên đây là 94 Bạc Liêu, có vô bộ Uma nè. Con này 8 triệu rưỡi thôi. 8 rưỡi, máy có làm cái gì không? Máy, chắc này máy hình chạm rồi đó. Rồi con trắng nha, 68 nè anh em. Con này 8 triệu 8 thôi. Dạ, 8 triệu 8 anh chị ha, 8 triệu 800. Xe đẹp liền làm, mọi chức năng hoạt động tốt nha. Máy gì nè, bao em luôn. Rồi, này. Ok bà con nha. Một chiếc Future tiếp theo bị 68 Kiên Giang nè chị. Con này 14 năm luôn, con này cũng là xăng cơ nha, 2015. Dạ. Xăng cơ, máy móc là gì nè, mọi chức năng hoạt động tốt nha. 14 năm bà con ha. Janus, con này nhìn rất là mướt nha, biển Tây Ninh. Con này 13 năm thôi nha cả nhà, 2017 nha. Dạ. Xe đẹp liền làm, mọi chức năng hoạt động tốt nha, màu trắng sữa cực kỳ đẹp luôn. Con này nhìn nó liền. Cho mấy em sinh viên đi học. Đúng rồi. Bao đẹp. Nó gọn, nó đẹp, nó thời trang các bạn ha. Rồi còn con Sirius này chị, 67 nè. Con này 11 năm nha cả nhà. 11 năm. Con này xe con này đời đang còn cao, con này đời 2020, 2021 rồi nha. Nhưng mà tại phong cách của mấy bạn giới trẻ đi thích tháo mấy đồ ra đó. Nên là full, nhìn xe nó đang phun dầu máy là được đi ốc Salaya. Đầu đèn cũng xuống, đầu đèn nhỏ luôn rồi nha. Đó, máy zin nha, máy zin. Máy chức năng hoạt động tốt. 11 năm thôi. 11 năm. Rồi con Ad này sao đây chị, 37 nè. Con này máy cũng zin em nha. Xe nói chung liền lạc, đang còn zin chưa, con này chưa có co giậm tốt luôn nha cả nhà. Rồi. Để cho mọi người là 12 triệu thôi. 12 triệu đồng. Ok bà con ha. Một chiếc Winner luôn, biển Long An 62X1 nè. Con này máy móc bao zin em, mọi chức năng hoạt động tốt cho mọi người nha. Yeah. Con này để cho mọi người là 16 triệu luôn. 16 triệu luôn bà con nha. Long An 62S1. Rồi. Đây xe chia, con này màu đen nhám nè. Yeah. Có vào bánh căm nha. Yeah. Máy móc là bao zin em, xe đẹp liền lạc nè. Con này biển Vũng Tàu 72M1. Giá là 23 triệu 500 nha cả nhà. Con này là cũng xuống bánh chỉ bánh nhỏ rồi. Mọi người thích thì cứ liên hệ về cho chị chủ đi, chị tư vấn rõ cho bà con mình nha. Kế bên là con Raider biển Trà Vinh 84 luôn. Con này 23 triệu 500, có đi bộ e độc trụ nha. Dạ. Máy móc thì vẫn là zin em. Ok nha, con Ad này màu vàng nhìn nổi cực kỳ nè anh em. Nhìn ngoài nó đậm hơn, nó đẹp hơn luôn á. Con này dàn ngòi được làm mới, sạch sẽ, đẹp rồi nha. Rồi. Đồng Tháp 66G1, chiếc này cũng 14 triệu 500 luôn. Rồi, 14 triệu 500. Ok anh em nha. Mình xuống đây đi. Quay Blast nè, cầm đĩa. 2018 luôn nha cả nhà. Xe đẹp cực kỳ luôn. Chất xe mới tinh luôn nha, biển số Thanh Hóa 36B6 nè. Rồi. Mọi chức năng vẫn hoạt động tốt nha cả nhà. Dạ. Con này để cho mọi người là 9 triệu rưỡi thôi. Rồi, 9 triệu 500 luôn chị ha. Đi cày bừa đi làm, chọn mấy cái dòng này bao bền, tiết kiệm xăng đấy nha cả nhà. Rồi, mình qua bên đây đi chị, con Sirius này sao đây? Sirius này con này 8 triệu rưỡi thôi. 8 triệu rưỡi luôn. Rồi, ok bà con nha, 8 triệu 500. Xe đẹp liền lạc, mọi chức năng vẫn hoạt động tốt nha cả nhà. Bánh mâm thắng đĩa luôn nha anh chị mình ha. Rồi, con này thì con này 10 triệu rưỡi luôn, 2017 nha. Vào cặp phù hợp cho mình. Dạ. Xe vẫn máy là zin em nha. Màu đen đó. Máy này mình bảo hành 6 tháng phải không chị? Bảo hành 6 tháng. Rồi ok bà con nha, bảo hành là 6 tháng. Có vô cái cặp phục kiểu phía sau nha anh chị mình ha. Còn đây là chiếc Sirius nữa chị. Sirius đi kiểu con này máy móc là bao zin em nè. Vào mâm, vào phuộc này. Con này ai thích kiểu xe kiểu đẹp đẹp thì mình lấy mấy cái này dọn sẵn rồi. Yeah. Cà Mau 69B1 này, xe sạch sẽ đẹp liền lạc nha.
11.500.000 thôi nha cả nhà. Rồi 11.500.000 anh chị nha. Về khỏi bao nổi bao đẹp luôn. Rồi 11 năm biển Cà Mau 69. Còn cái bên em thấy có vô cái đồng hồ với lại cái cùm tăng. Con này để cho mọi người 8 triệu rưỡi thôi nha. 8 triệu rưỡi. Bình đề đầy đủ mọi chức năng hoạt động tốt. Đó dạ. Có vào đồng hồ Uma cùm tăng. Sóc Trăng 83 nha mọi người ơi. Sóc Trăng 83. Rồi qua đây tới Vision đi chị. Vision này cái này mấy cái này bán rồi, mình còn con này thôi. Dạ. Con Vespa với con cúp thôi nha. Vespa con này 2010 nè, biển số ở thành phố. Con này em để cho mọi người giá 6.8 triệu luôn. Rồi 6.8 triệu, 23664 ha. Cái còn con cúp này nha, cúp 2019 đẹp liền lạc, mọi chức năng hoạt động tốt nha cả nhà. Biển số An Giang 67 nè. Con này để cho mọi người là 8.5 triệu. 8.5 triệu. Rồi, cấp okay. 50 cho học sinh đi học nha. Rồi. Máy này mình sao rồi? Máy này bán hết rồi. Bán ha. Rồi vậy thì chị em mình cũng đã quay quay qua hết những cái mẫu xe tại bên Thành Đạt hôm nay cho mọi người theo dõi rồi nha. Anh chị anh em mà quan tâm thì liên hệ với chị chủ giúp em ha, để chị có thể là tư vấn bà con mình rõ hơn. Bây giờ mình lên phía trên nhờ chị nhắc lại những cái thông tin cơ bản cửa hàng mình cho những khách hàng nào mới xem được nắm rõ hơn đi chị. Địa chỉ của cửa hàng là 22/19 nằm trên đường Thủ Khoa Huân nha cả nhà, Bình Chuẩn, Nước Nam, Bình Dương. Số điện thoại liên hệ với cửa hàng là 0708456888 nha. Bên em thì có hỗ trợ mình mua bán trao đổi tất cả các dòng xe. Có hỗ trợ mình trả góp, mình có căn cước công dân từ 20 tuổi, không có nợ xấu, không trả chậm trả trễ nha. Là lên hồ sơ được rồi nha cả nhà. Bên em có hỗ trợ mình sang tên, rút gốc, các mọi người mua xe ở bên cửa hàng có nhu cầu sang tên thì bên hàng cửa hàng có hỗ trợ mình làm nha. Thêm phí riêng nha cả nhà. Bên em thì cũng có ship xa. Đó, trong quá trình mình xem video, mọi người ở xa không tới được cửa hàng á, mình ưng chiếc xe nào thì chụp hình gửi qua Zalo em sẽ tư vấn kỹ hơn nha. Mình ưng thì mình cọc giúp em 1 đến 2 triệu thì cửa hàng sẽ ship xe về cho mọi người. Dạ. Rồi ok nha mọi người ha, đó là những thông tin bên Thành Đạt. Anh chị nào quan tâm thêm thì liên hệ với chị chủ để được tư vấn rõ hơn. Cảm ơn tất cả mọi người đã dành thời gian quan tâm dõi video nha. Hai chị em mình xin chào mọi người nha.